Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng chức năng gắn nhãn tự loại của Under the Sea. Để thực hiện, các bạn làm theo hai bước sau. Bước thứ nhất, cài đặt phần mềm Under the Sea. Bước thứ hai, sử dụng hàm Bootstrap để gắn nhãn tự loại. Để cài đặt Under the Sea trong Ubuntu 16.04, Python 3.5, các bạn chỉ cần đơn giản sử dụng lệnh bip install under the sea. Thì sau một vài phút thì under the sea sẽ được cài đặt thành công và các bạn có thể là import under the sea. Sau khi đã cài đặt thành công Under Sea, chúng ta có thể sử dụng hàm Bootstrap để bắt đầu gắn nhãn tự loại. Thì ở đây Under Sea đã chuẩn bị một câu mẫu để chúng ta có thể test hàm này. Ở đây có câu chợ thịt chó nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh bị truy quét. Thì ở đây sau khi sử dụng hàm Bootstrap thì kết quả sẽ được một list với mỗi phần tử trong list là một tuple gồm hai phần tử. Phần tử thứ nhất là token được tách và phần tử thứ hai là gắn từ loại tương ứng. Với câu chợ thịt chó nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh bị truy quét thì ở đây ta thể thấy là kết quả phần mềm là chợ là danh từ, thịt là danh từ, chó là danh từ, nổi tiếng là tính từ, ở là giới từ, thành phố Hồ Chí Minh. Các cái token này được gắn là danh từ riêng, bị là động từ, truy quét là động từ. Ta có thể gán một câu ở báo dân trí. Ví dụ câu bố của giáo trẻ bị chồng cũ tạt axit. Thì ở đây bố là danh từ, cô giáo danh từ, trẻ tính từ, bị là động từ, chồng là danh từ, cũ là tính từ, vân vân. Hoặc là một câu như là Thành ủy Hà Nội ví dụ câu Thành ủy Hà Nội tuyển 92 công chức không qua thi, thì Thành ủy là danh từ, Hà Nội danh từ riêng, tuyển là động từ, 92 là danh từ, công chức danh từ, không là trạng từ, qua là động từ, thi là động từ. Để xem được cái danh sách, cái ý nghĩa của cái nhãn này thì các bạn có thể vào Under the Sea Wiki và tìm với cái là Bootstrap, mô tả dữ liệu về thằng Bootstrap. Thì ở đây thì nó sẽ có mô tả từng cái nhãn này một và ý nghĩa của từng nhãn kèm với ví dụ. Ở đây thì nó cũng so sánh giữa cái nhãn mà của Undersea với nhãn của một cái bộ dữ liệu chuẩn. Trong video này mình đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng hàm Bootstrap để gắn nhãn tự loại. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.